Rồi, xin chào anh em nhé. thì à, em là Phát của Vấp Hôm nay em à, lại giới thiệu cho anh em tiếp là một bộ combo Magita à, Chương trình số 2 Đó, Rất là đặc biệt luôn, chương trình số 2 này rất là đặc biệt Bao gồm một con bê tông, một con mài sảy lướt 504 Hai pin 4A, một sạc Đó. Bộ combo này thì hiện tại em đang bán với giá là 8 triệu đồng Đó, Và chương trình Black Friday năm nay, 2020 Thì em sẽ tặng cho anh em là một con vít DTD 156 và một pin 2A đi kèm cho bộ này. Đó, thì anh em nào làm nghề đam mê Makita có thể mua bộ này để có giá tốt nhé 8 triệu tặng cho anh em một con uh, bắt vít Makita kèm theo một pin 2A. Đó. Anh em nào quan tâm đến uh, combo này thì liên hệ em qua số điện thoại là 08888 40578 8 triệu đồng cho một combo 2 uh, máy, 2 pin 4A một sạc và tặng kèm một pin uh, 2A và một máy DTD156. Đó. Đó, anh em quan tâm thì liên hệ em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, video số 2 Black Friday của Makita. Đó, anh em cần thì liên hệ em nhé.